Thực ra trong cái tuần vừa rồi thì da mình không phải là bị mụn gọi là quá kinh khủng ấy, nhưng mà cứ hay bị những cái mụn nhỏ li ti, mụn cám ở trên những cái phần dưới cằm này. Thế xong rồi mình mới nhận được cái này, thế xong mình mở ra mình dùng thử. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình dùng, mọi người cảm giác như là đang bôi kiểu một đám mây ở trên mặt ấy, bởi vì nó rất là mềm. Và mọi người nhìn thấy là cái màu của nó là cái màu xám xám, xanh lá cây gì đó. Nhưng mà thực sự là khi mà mình bôi lên mặt ấy, nó chẳng có màu gì cả. Nó như kiểu là không có một cái màu gì luôn. Mà đến lúc mà mình, bình thường khi mà mình dùng những cái loại mặt nạ này xong nhá, thì mình sẽ phải đi rửa tay ngay lập tức. Nhưng mà cái này sau khi dùng xong thì tay mình, trên tay nó rất là mềm và không hề cảm giác là bị dính hay là bị nhớp gì cả. Và nó rất là mát ở trên da. Kể cả sau khi mọi người đã dùng cái này sau được khoảng 20-30 phút mà chưa skincare gì hết ấy, nó vẫn rất là mát ở trên da. Và đến ngay ngày hôm sau khi mình ngủ dậy thì cái mụn cám ở đây của mình ấy, mình chỉ cần kiểu lấy cái... Thực ra mọi người không nên làm như thế, không nên lấy móng tay để cậy, nhưng mà bởi vì mình thấy nó khô rồi ấy, thế mình cậy ra phát nó ra luôn. Thì đây là một sản phẩm gọi là must try của Cocoon. Nếu mọi người muốn thử bất kỳ một cái sản phẩm nào của Cocoon thì cái này là mình highly recommend.